Những vấn đề thời sự luôn được cập nhật kịp thời. Những tấm gương bình dị giữa đời thường. Những nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn. Những câu chuyện cảnh giác chưa bao giờ cũ. Tất cả sẽ có trong camera cận cảnh. Trong thời gian gần đây, một số trang mạng xã hội đã công khai rao bán bùa ngải rầm rộ kèm theo những lời quảng cáo về tác dụng rất khoảng khoa học của chúng. Việc cổ suý mê tín dị đoan để trục lợi lừa đảo qua hành vi bán bùa ngải là vi phạm pháp luật. Nhưng vẫn có không ít người đã tiếp tay cho tệ nạn này bằng cách sẵn sàng bỏ tiền mua bùa ngải nhưng không hề quan tâm đến một sự thật: tiền thì mất, tật thì mang. Bùa ngải đang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội với đủ các loại mà người bán đã có dụng ý lừa đảo người mua khi cho rằng bùa ngải tác dụng tốt trong việc kiếm tiền, công danh, tình cảm trai gái. Đặc biệt có nhiều loại còn được quảng cáo là có thể khiến người khác nghe theo mình, ngồi chơi không mà tiền vào như nước. Những tác dụng rất phản khoa học và mang ý nghĩa tiêu cực mà những kẻ bán bùa ngải rêu rao trên mạng cũng đã lừa được một số người kém hiểu biết. Em thấy vấn đề này xảy ra rất là tràn lan và em cảm thấy là vấn đề này rất là quan trọng mà cần mọi người chú ý nhiều hơn. Tại vì dạo này em thấy bán mấy cái dịch khu manh thông hay lưu thép gì đó tràn lan trên mạng. Em cũng có theo dõi một cái nick của chị đó là cũng bán công khai giống như tất cả các mặt hàng khác luôn á. Và em thấy cũng rất là nhiều bạn comment mà mua. Riêng bản thân em thì em tin là cũng có vấn đề tâm linh nhưng mà em không tin vào những cái bùa ngải đó. Tại vì là cái gì mà mình người khác cho mình á thì đến lúc mình trả lại á, nhiều khi nó phải là mình trả lại 2-3 lần. Mua cái đấy để giống như là cái vận mệnh theo mình để mang cái sự may mắn cho mình thôi, chứ em thấy cái vấn đề đấy cũng là bình thường. Con nghĩ là nó là mê tín dị đoan, tại vì cái bùa ngải là mình không có tin. Vấn đề hiện nay là về giới trẻ là đang sử dụng về những cái giống như là bùa yêu, rồi bùa may mắn, rồi những cái kumathong ấy. Thì em nghĩ là cái đó là do ý thức của mỗi người. Thực sự là những cái đó không hề tốt và sau này nó còn gây hại chính bản thân mình và cả gia đình mình nữa. Những kẻ lừa đảo thường xuyên livestream bán hàng một cách công khai, phát trực tiếp hình ảnh đang cúng kiến làm phép cho bùa ngải, đánh vào lòng tin và lòng tham của người mua. Khi phóng viên camera cận cảnh liên hệ số điện thoại trên một trang mạng thì dễ dàng mua được bùa ngải. Chỉ cần lựa chọn loại bùa nào thì sẽ được báo giá như thế này đây. Alo. Dạ thầy ơi, bên mình phải là cái trang Thế Giới Bùa Ngải đúng không ạ? Đúng rồi. Thầy ơi, tại vì con định mua bùa may mắn á thầy. Với lại cái bùa mà để bên kinh doanh á thầy. Thầy mà mình bắt Linh đó. Thì cái đó con mua thì thầy có gửi vô được cho con hay sao không thầy? Được. Nhưng mà cái đó là giá khoảng bao nhiêu vậy thầy? Về nguồn mà về tài làm kinh doanh làm ăn thì là 4 triệu. Có nhiều loại bùa ngải khác nhau nhưng được quảng cáo nhiều đó là kumathong, một loại búp bê nhỏ có xuất xứ từ Thái Lan, có giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Alo. Dạ chị ơi, chị có phải là chị Aisha không chị? Chị, em muốn thỉnh một bé kumathong á chị. Mà chị ở đâu rồi chị? Chị ở Hồ Chí Minh. Nhưng mà tại vì em cũng không có biết về nhiều cái này á, thì cái này là như thế nào vậy chị? Dễ nuôi không? Dễ chơi không? Nuôi em kumathong thì là lúc khác thì là nuôi như trẻ con ấy. Là ăn uống hàng ngày. Nhưng ăn là ăn thức ăn gì chị? Ăn bánh trái, hoa quả, cơm canh. Dạ. Tất cả các món trẻ con thích, pizza, mì, xúc xích, các kiểu, đồ chay, đồ mặn đều được hết. Dạ, vậy như là em nói tiếng Việt thì nó
bé nó cũng hiểu tiếng Việt mà hả chị? Nó là người âm mà. Em hiểu nó là tâm linh, nó là người âm, nó trao đổi kết nối mình bằng sức mạnh tâm linh. Chứ còn em nói tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Ban Nha thì đứa nào nó chả hiểu, chả biết. Em nghĩ gì trong đầu nó biết thừa, em nghĩ gì mà. Dạ, khó nuôi không? Tại vì em cũng thấy có nhiều bài viết á, nói là bị quật hay này kia á chị. Em sẽ bị quật đấy, có. Nhưng mà với điều kiện là em nuôi nó sai cách. Em cúng máu nó, em cho nó ăn đồ sống, đồ xít thì em sẽ bị nó quật thôi. Thì giá một con như vậy nó có nhiều loại không chị hay là sao chị? Nhiều lắm, tùy em ạ. Có bé 3-4 triệu, có bé hàng chục triệu, bé 5-7 triệu, 10 triệu cũng có hết. Loại bùa này được nhiều người tìm hiểu và mua bán tràn lan. Có không ít diễn đàn được lập ra nhằm trao đổi kinh nghiệm nuôi loại bùa búp bê này sao cho hiệu quả, để đem lại cho người nuôi sự may mắn từ trên trời rơi xuống. Nhiều người còn đăng những đoạn video cho búp bê bùa ngải uống nước như thế này. Kinh doanh bùa ngải là vi phạm pháp luật. Theo Điều 15, Nghị định 58 năm 2013, các hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xốc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm tràng và các hình thức tương tự khác để trục lợi có thể bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Nhưng hiện nay, tệ nạn mua bán bùa ngải trên mạng vẫn diễn ra rầm rộ một cách công khai và thách thức dư luận. Cái vấn đề mà buôn bán phạm pháp trên mạng này là cần phải có cái sự can ngăn của nhà nước để tránh những cái tình trạng xấu nhất xảy ra. Tuyên truyền cho những cho giới trẻ biết là những việc này không nên tin và không nên tiếp cận những việc đó. Giờ em nghĩ nhà nước chúng ta phải bắt những cái người mà thường buôn bán cái bùa đó trên mạng xã hội. Mình phải tuyên truyền giáo dục rồi nó nhiều nhiều, nhất là ở trường, ở lớp, ở chung quanh, là những cái thông tin truyền thông trên báo đài, báo nói hoặc là báo viết. Các cơ quan chức năng cần tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân về tính chất phản khoa học, mang nặng yếu tố mê tín dị đoan của bùa ngải và trần thủ đoạn kiếm tiền bất chính và lừa đảo của những kẻ bán bùa ngải dựa trên sự thiếu hiểu biết của một số người, đồng thời xử phạt nặng theo pháp luật những cá nhân, tổ chức mua bán bùa ngải hiện nay. Camera cận cảnh đã từng đề cập đến những tình huống giao thông đầy nguy hiểm do những người điều khiển phương tiện giao thông gây ra, khiến nhiều người sợ hãi và ám ảnh. Và tuần này, chương trình sẽ gửi đến quý khán giả những hình ảnh làm thót tim nhiều người đi đường. Gần 2 giờ trưa, xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường thì đột ngột lao nhanh qua làn đường chiều ngược lại. Chuyện gì đã xảy ra? Quay trở lại tình huống, đường lúc này khá đông xe. Xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường thì bất ngờ từ làn bên trong, một chiếc xe bán tải màu đen vọt lên, cố vượt qua xe ô tô gắn camera hành trình với khoảng cách rất hẹp và rất nguy hiểm. Để tránh va chạm với chiếc xe điện bên phải, tài xế xe ô tô có gắn camera hành trình đã phải đánh lái mạnh rồi mất đà lao sang làn đường ngược lại. Cũng may là lúc này trên làn đường ngược lại có ít phương tiện di chuyển, nếu không đã có tai nạn liên hoàn xảy ra. Nhưng điều đáng phê phán nhất chính là tài xế xe điện suýt gây tai nạn đã lạnh lùng lái xe đi tiếp. Camera an ninh tại một ngôi nhà ghi lại được hình ảnh. Đường thông thoáng xe, một chiếc xe gắn máy đang di chuyển trên đường thì bất ngờ băng qua giao lộ. Ngay lúc đó, xe ô tô màu trắng di chuyển với tốc độ khá nhanh lao tới. Người đàn ông chạy xe máy dừng lại kịp thời. Vì tài xế ô tô phải đánh lái để tránh xe máy sang đường, chiếc ô tô lấn hẳn sang làn đường chiều ngược lại. Nhưng rất may là tài xế đã thắng lại kịp trước khi chiếc xe lao hẳn sang bên kia đường với một vụ va chạm khó tránh khỏi. Khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố, mọi người cần quan sát thật kỹ nếu muốn vượt qua xe khác hoặc muốn sang đường. Không nên nóng vội chủ quan, bởi vì chỉ cần một giây bất cẩn thì tai nạn sẽ ập đến. Phía trước tay lái là sự sống. Hãy là một người văn minh khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố. Camera cận cảnh đã đề cập đến những vụ trộm mà kẻ trộm đã lợi dụng sơ hở và sự chủ quan của người dân, đã ra tay trộm tài sản có giá trị cao mà không hề bị phát hiện. Vậy tình huống cảnh giác hôm nay sẽ là gì đây?
đường khá thông thoáng. Tại một cửa hàng có rất nhiều xe máy, xe đạp đang đậu bên ngoài và không có người trông coi. Một lúc sau, có một người thanh niên bịt khẩu trang xuất hiện và lúi húi làm gì đó với một chiếc xe máy. Người thanh niên này là ai? Có phải chủ nhân của chiếc xe này hay không? Xem lại tình huống một lần nữa. Cửa hàng có nhiều xe đang dựng phía trước và nhiều khách ra vào liên tục. Khoảng 21 giờ 10 phút, một người thanh niên đi từ trong cửa hàng bước ra, lấy chiếc xe đạp và đi về. Cùng lúc đó có hai thanh niên đi trên một chiếc xe gắn máy hai bánh chạy vào. Người thanh niên điều khiển bước xuống xe, lầy hoay một lúc lâu với người đi cùng rồi bước vào cửa hàng. Một lát sau, anh ta bước ra và đến gần ngắm nghía chiếc xe máy đắt tiền đang đậu trước cửa hàng. Bất ngờ, anh ta lắc thử cổ xe, xem cổ xe có bị khóa hay không. Đây đích thị là hai tên trộm. Sau khi trao đổi với đồng bọn ngồi trên xe để quan sát động tĩnh, tên trộm quay trở lại với chiếc xe máy, gạt chống nghiêng và bước vào cửa hàng để kiểm tra tình hình trước khi hành động. Sau đó tên trộm quay ra, bẻ khóa cổ chiếc xe máy, nhưng không vội lấy đi, mà dời chiếc xe qua bên dãy xe đậu đối diện. Một người trộm, một người đứng chờ sẵn, đề phòng trường hợp có người phát hiện sẽ chở đồng bọn tẩu thoát. Tên trộm trở lại bình tĩnh như chúng không người, ngồi tháo và đấu dây điện lại để khởi động máy xe. Sau khi khởi động máy xe một cách chuyên nghiệp, tên trộm đã tẩu thoát cùng chiếc xe máy đắt tiền. Điều đáng nói trong đoạn clip này là chủ nhân của chiếc xe này đâu? Tại sao lại chủ quan đến như vậy? Một cửa hàng có rất nhiều xe nhưng không có bảo vệ trong xe cho khách hàng, để mặc cho camera quan sát mà không có người giám sát màn hình an ninh để phát hiện vụ trộm. Mà vụ trộm này diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài. Chương trình camera cận cảnh cảnh báo, mọi người hãy luôn chú ý bảo vệ tài sản của mình ở mọi lúc mọi nơi, vì kẻ xấu luôn rình rập xung quanh. Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản quyết định về việc điều chỉnh phân luồng giao thông khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp để thi công nhánh cầu vượt trên đường Nguyễn Kiệm, giúp giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Nhánh cầu vượt trên đường Nguyễn Kiệm được nhiều người dân mong chờ vì sẽ góp phần cho mọi người lưu thông thuận tiện và dễ dàng hơn. Cụ thể, kể từ sáng ngày 6 tháng 10 năm 2018, khu vực nút giao Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp sẽ được điều chỉnh tổ chức phân luồng giao thông như sau. Trên đường Nguyễn Kiệm, đoạn từ đường Đặng Văn Sâm đến nút giao Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, cấm các loại xe ô tô lưu thông. Riêng các xe hai bánh, xe buýt và xe ô tô của các hộ dân, doanh nghiệp trong khu vực vẫn được phép lưu thông. Lộ trình lưu thông thay thế cho các phương tiện bị hạn chế như sau. Đường Nguyễn Kiệm, Đặng Văn Sâm, Hoàng Minh Giám, nút giao Nguyễn Kiệm, đường Nguyễn Thái Sơn. Đối với đường Đặng Văn Sâm, cấm các loại phương tiện lưu thông trên đường Đặng Văn Sâm hướng từ Hoàng Minh Giám đi Nguyễn Kiệm. Lộ trình lưu thông thay thế như sau: đường Hoàng Minh Giám, đường Bùi Văn Thiêm, đường Nguyễn Kiệm, đường Đặng Văn Sâm. Khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống bản hiệu giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên của chương trình Camera Cận Cảnh, sau những ngày phân luồng giao thông theo hướng đi mới, tuyến đường Nguyễn Kiệm đã được lắp đặt nhiều bảng chỉ dẫn và bảng rồi thông báo. Nhưng tại ngã ba Bùi Văn Thiêm, mặc dù đã có sơ đồ chỉ dẫn và lắp đặt biển báo cấm lưu thông, nhưng nhiều xe ô tô, xe tải vẫn ngang nhiên rẽ trái bất chấp luật giao thông. Đường Bùi Văn Thiêm là đường nhỏ nhưng lưu lượng xe rất đông, thường xuyên ùn tắc, xe máy cắt đầu các xe ô tô diễn ra mỗi ngày. Nhiều xe máy, xe ba gác cũng hiên ngang đi ngược chiều đường Nguyễn Kiệm. Tình trạng giao thông lộn xộn và hỗn loạn tại ngã ba này diễn ra liên tục, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ô tô vẫn quẹo vô, từ vì ý thức người dân không có. Người ta dù có cấm nhưng mà không có công an, người ta cứ vẫn quẹo. Có, nó hay kẹt lắm, thường thường là chị thấy nó kẹt vào buổi sáng, đó là những giờ cao điểm á, là nó hay kẹt. Chị là người dân rất là khó đi qua đường ở ngay cái khúc cua rất là khó đi. Dù chị là người đi bộ hay đó, nó cũng rất là khó, phải đứng chờ mới đi được. Nói chung lộn xộn thì nó cũng lâu rồi, nhưng mà là còn cái bảng cấm này mới qua à. Tại cái xe tải quẹo là chú không biết, tại nó không thấy thì sao mình không biết, nhưng mà nó cũng vẫn quẹo à. Thường taxi quẹo nhiều. Thường xuyên bị hỗn loạn như vậy.
kẹt đường. Buổi trưa thì nó ít hơn, còn buổi chiều thì nó kẹt cứng hơn. Thỉnh thoảng xe hay bị quá chướng xong rồi va quẹt. Các biển báo cấm tại ngã ba này được lắp cùng trên bảng tên đường và bị lệch một góc 45 độ, rất khó cho người đi đường nhận ra. Bảng cấm quẹo trái theo giờ cách đó không xa cũng bị sửa lại và dán giấy như thế này đây, khiến nhiều người không thấy cho nên vi phạm luật giao thông. Đáng lẽ là chị nghĩ phải xoay ngược lại để cái người ta đi lên người ta nhìn thấy, chứ còn cái này xoay về chị nhìn thấy thôi chứ người ta đâu thấy. Cũng hơi bất hợp lý. Ví dụ phải đặt băng rôn trước đằng kia khoảng bao nhiêu mét á, rồi băng rôn đỏ cho người ta thấy, người ta cảnh giác ra là không được quẹo. Cách đó không xa là giao lộ Nguyễn Kiệm, Đặng Văn Sâm đang được rào chắn lại. Cả mô tô chạy thẳng lên đường Nguyễn Kiệm mà rẽ trái về đường Đặng Văn Sâm. Có những tài xế chạy xe với tốc độ nhanh mà không quan sát đường và bảng chỉ dẫn, khiến cho người gác chắn và điều tiết giao thông gặp nhiều khó khăn. Làm cái quá trình nó phải có ảnh hưởng, nhưng mà đành phải chịu. Chứ là nó là của chung mà. Làm thì đương nhiên là nó phải có kẹt xe rồi. Hiện nay, việc hạn chế lưu thông từ hướng Hoàng Minh Giám về đường Đặng Văn Sâm đã bị cấm. Nhưng có nhiều người do thói quen đã chạy ngược chiều vào đường Đặng Văn Sâm, gây nên tình trạng lộn xộn giao thông tại khu vực này. Việc hạn chế lưu thông ở các tuyến đường này đã gây nhiều bất tiện đối với người dân sinh sống và làm việc tại đây. Cần sắp xếp lại biển chỉ dẫn giao thông để mọi người nhận biết và tuân thủ. Nếu mà cấm thì theo như chị nghĩ là cái đường nào mình cấm là công an phải đứng chốt vài ngày cho dân người ta quen. Chứ không có công an thì người ta cũng đi à. Có cấm, mình có cấm thì như người ta ý thức, người ta cũng vẫn không có ý thức, người ta cũng vẫn đi vô à. Thế nên nó vẫn kẹt xe, lúc nào cũng hay ùn kẹt xe lắm. À, thì cũng nên lắp những cái băng rôn đỏ từ xa để họ cảnh giác trước, là tới nay là biết là không được quẹo trái vô thôi. Chứ nếu mà chạy tới đây thì hơi bị đột ngột á. Biển báo thì chị nghĩ phải chính xác hơn tí xíu, để xa xa tí để cho người ta nhìn thấy, biết là đằng kia đã có đường cấm rồi thì có thể là họ sẽ không có vi phạm đâu. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu tình trạng thực tế hiện nay để sớm tìm ra giải pháp cho tình trạng giao thông lộn xộn trên đường Nguyễn Kiệm, Bùi Văn Thiêm và Đặng Văn Sâm. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về email camera.a@mcv.com.vn hoặc số điện thoại 0938 980 305.